Mình là lọt nhá, đùi mình là chị bây giờ ta sẽ thuyền nhà bố nó thật sự mà đi qua thẻ ghế khá xa nhà mẹ bố khá xa thì nhà mẹ ta sẽ thuyền quá nên là thì ta sẽ thuyền mà rồi mình sẽ đổ nên nhé bây giờ như bố cho nó nên nhé mình là thêm má cô lì bấy nhưng mà khi mà sẽ tông về thuyền nhà chỗ bị đọ ngoài trang nhẹ nên là chú tông nuôi dạo dụ ăn nhà bố thì khá lì chú ra bị đọ xa bị lại bá đấy như rồi vì cái tập văn bảo lý quan trọng tập văn bảo lý rồi xin kể đá lý quan trọng tập văn bảo lý rồi xin kể đá 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 lý rồi thì cái này anh cá nhân mà sao bị khó nói thì cái đó anh cá nhân mình sao bị đó cái lúc mình bao giờ mình ông cái đó làm được cái gì đó à lúc mình có sai cái gì thì chưa bị đó cái sao gì mà cái sao đến thôi đến thôi mình ngồi nữa cố gắng sống sẽ bị đó cái sao chả bao giờ chả gì vậy nhá nên là cho nó ra gì là sai cái gì cái sự giả bị bám nhé nhưng mà ra gì là sai cái gì cái giả đó rồi lấy ra gì cả là sự lỗi gì thì tổng nhá thì là lông bao mỏng nhé thì là lông bao này đó bao giờ là sẽ tự giả đấy tự bảo vào đi trong đấy thà đi tự chọn cái lông gỗ dù ngay bộ nó hay đó tự chọn cái lông gỗ cho nó về cái giá nhà mà đi phải gai này tại vì ở cái giá nhà mà bộ nó hay đó phải cái phải gai như khác giá đó lô lý vì cái này sửa đó không cô lý thì đồng lông bao nhé thì đồng lông bao này đó tổng nhà nhà đấy tổng nhà bảo vào đi ngang đấy tổng nhà ngang ú phải gọi như này đó hay đó tự chọn cái lông gỗ tổng nhà ngang phải này thì lô lý cái bây giờ cái giá nhà mà sửa tất sẽ thì cổ đông nhau về phía nhau là từ cô bỏ nó từ cổ ngang về phía nhau là từ lý tí cháu cố cháu lê bỏ nó thì cái này là đâu phải thì thấy này tôi bây giờ là chỉ là để mình đi vào phía bỏ nó rồi thì má thì lý của thầy anh nó thì nó thì má ta cái này có thể nó sẽ đó cháu cố thì là được vào phía thì má và thằng má tập cái xà bì ạ pi kể này bỏ nó pi kể đó má thì là thôi đi ra tập mà lấy thì cái nhé bao thì lại đâu bỏ nó đi cháu thì nó bao nó sẽ đông từ lâu má phải cái này là giờ đó không cố đâu thì đông bao là nó xuống cố lý phải giả vào đấy nếu đi cố lên lấy sẽ đông trong này cả sao mà xuống sẽ cố cố phiền hóa sẽ tế sẽ cố lấy phiền hóa sẽ chọc bọn nó thì đông tế đông chọc thì cái này lấy quả bảo đấy rồi thì cái này lấy quả thì anh em nói thì nó chọc sẽ sửa được quả lấy thì nó tốt sẽ được tiền đấy sẽ bị gặp tiền đấy bọn nó lấy quả đấy thì ra được cháu ăn nó ăn nó cả sao sẽ chém mà đấy mà cả sao mà sẽ chạy nhà mới bọn nó rồi thì đông thì không bằng lại đó thì giờ đấy lấy bảo hòa đi cố này đi cố trong nhà mới ra và đây là anh nói lấy cái đó sẽ đông nhá đồng lô bao này đó sau nhà đấy sau bảo vào đi đến đấy sau tiền vào đây này cả vì có cái giá này sửa đó lý 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 khổ cố lý cố khổ sửa thì cái này lý vợ rồi bố nó nếu thì cái này lý vợ nhà này mà cái nó thì mà lấy cái lý khổ sửa được quá kỳ bố nó thì mà lấy cái tiền gì đó xin cái áp thì lấy được đó tập bén một tiếng tống mỹ tập vào đi lô lý với khởi bén xin đi cái này ta sẽ mình đi cái bài nhá rồi họ cũng lô đi lô bên kia ta sẽ mình đi nhà bố nó cho nó về anh cá nhân mình là khi sang nhà tâm mình mà cái xa xa mà rồi nó giá trị lại cái này đi đó cô cô thì nhà lông bông này đó sẽ đông từ lông của nhà chị tham nhé thì phải ra như cái giờ đó sau đông nhà đó thì đông lông bông nó cô đi về cái nhà chị rồi bọn nó rồi sẽ đông từ lông của cô đi về những cái gì đó cả giá mà sẽ như sẽ để bọn nó sẽ cô cô đi theo hoa sẽ để sẽ cô đi theo hoa sẽ chào nhé thì đông để đông chào bọn nó thì cái này đi qua cái đó cũng được anh cả nên mình là khi đó sai phải gì ở nhà bọn nó quên bây giờ sai phải gì ở nhà xuống nó bọn xin bây giờ mình không bây giờ mình có sai phải gì ở nhà chị tham đấy mình đi qua đó sẽ đi qua chị bảo đấy nên là thì đó sai bài nghĩa nhà đó thì nó là sẽ từ lâu như vậy vô bị chạy thì ta đã thấy được đó thì thế hàng này mọc nó và cái này liệu vô bị chạy lại xuống sẽ cháu sửa lại tất cả cái này vô bị chạy lại tạo vào đấy lấy sửa lại cho nó là vì đó sai bài nghĩa vô chạy hình dạng nhẹ chạy từ chạm lại xuống vì liệu qua cái liệu cần sao vì đó thì được qua cái liệu vô thì cần sao chạm vào lượt nó nên lại chạy như vậy không nhá ai lòng mình chạy nên tâm má nhưng mà vừa hai này ta nói như vậy nó hơi như vậy mà làm chuyện gì đó mà anh cần sao thì mà thấy tôi thì mà cả đó thì đại thì để tạo mà mà liệu nhé chú đi ra ra là mới xảy ra anh ông mới nhà được một vòng nhà cảnh nhà lệ đấy như vậy đến khi bạn nhé cho nó nên nhà được nhà xảy ra là có sẵn như được của anh ông tìm nhà ông nhé như chung bạn như thế nhà mới xảy ra được khi bạn đấy bảo vệ khỏi chuyện là mà khỏi chuyện là lâu mà lâu mà lâu mà lâu mà bảo phải nhé thì như đó giờ cho nó ông còn thêm cái thằng đấy chúng mình phải còn được cái gì mới xảy ra được chú thì cái này thôi chuyện là gì đấy cái gì cái này thôi chuyện là biết sao để đi làm đấy bài và không được bạc gì được khi bạn đấy nhé cái đó đi vào không được bạc gì anh ấy thì họ mới xảy ra anh ấy vì thế thì cái này nhà thôi cho nên xuống như thế cho nên thế cái này thì được dễ sao đâu mà chỉ được cái này cái đại cái này thôi cho nên biết thì giờ là không được bạc thì cũng không mang gì thế sợ tới đi quá độ chém thì quá nhá nó chỉ mãi không nhá để rồi vài ba bông được bạc thì có cho nên thế đâu ra sao được tiền nhưng mà vẫn ở cụ chém thì nên là mình chỉ thế do ở xa từ cha mua xí xóa mua gì ama khai ra xí xóa lâu cả người ta chỉ để giáo nên là mình chỉ về cụ chém thì bỏ nó đồng ngã sao lâu dần và cô chuyên dụng gia đình nhà nó chỉ để cho cháu ăn lên trên chiếc xe trong một điều hòa nữa thật đấy thì đó cái này nhà thôi là bảo đấy abu thì là bảo đấy được rồi mà không nhá thì tôi tính bây giờ các sản của bạn đã mua được đấy được các sản của bạn lên nhà ta thì cái đồ mà màu áo cầm nhá như tôi cháu mới sinh nhà như thế còn nó thì bắt giá thì nó thu là chỉ để cho cháu một lỗ ăn lên bao quần bị áo nữa
thua này giờ giờ chuẩn bị mọi thứ nó phải gần đấy vô vào đó ăn tiền bỏ nó ăn được hà đấy ăn bị tiền bỏ nó nhỏ bị vào đấy không nhá nhỏ sao được cái này thì nó ăn mà khai chạy đi qua này đi lại đi lại thì để cho cháu xin mà lên này được đâu phải nhà mới xin nhà xin vào đấy thì để cho nhìn cô chị này mới xin nhà này còn nữa ăn được sẽ được quan trọng nhất là xin như thế để cho cháu đi qua này sẽ được để được lúc này nhà vào đấy được nhà xin nhá nhỏ sao này nhà này sẽ ra nhiều người mà số thua đa 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 đó có một số nhóm bên này có nhiều người mà số khoe sáng cho bộ thằng cả sao bị có một số người giá sinh nhật khuyên gì đi bác hay động ngã đau nhẹ thật thu chi nhà nhà rồi giàu ăn nhà nhà rồi giá sinh nhật có một số không tham gì đấy giá sinh mà lại chụp lại không nhá thì đôi chọn đi về khi về phải mà ngã đau nguyên nhân là đứa có thằng mang điện thoại video đi của đi về tiếp giờ thì thằng chỉ bán ấy mà lại tôi là ngã thằng giàu lại không có gì mà đi ra thay đồ để giá kilo bốn cho trong nhà đi hình gì ba kilo đồ trong đi đấy thì đó thì video liên hệ với các bạn thấy bạn ấy những gì chúng ta phải chuẩn bị sẵn rồi những gì chúng ta đã chỉ là chúng ta phải chuẩn bị cả cho đó thì nó thì nên luôn cố bảo mà cố sửa thì nên luôn cố bảo mà đấy thì nên luôn cố bảo nữa phải là sẽ không nhà đấy không bảo bảo thì nên không nên đi luôn bảo nó rồi những gì cái mà lên phải cái gì nên ta bị đó cái sao mới sửa rồi rồi cái phải cái gì cả cho đó và cái này thì cũng bị thay đấy sẽ không sẽ thì cố sửa thì nên luôn bảo mà đấy thì nên luôn bảo nó phải là sẽ không nên phải bảo nó rồi rồi chúng nó không nên luôn cố không nên phải nhà ta bị đó cái sao mới sửa rồi không nên sẽ không nhà nó sẽ nên ngã về thì cái này liên quan tới nhà mình, nếu thì cái này liên quan tới nhà mình mà ba cái tổ quát thoát đi cái này sửa, còn là sẽ không ngã tới nhà mà ngã khổ không ngã sửa tổ quát đi xin nghề của nó, ha là bắt máu luôn tới bên, tối đa tới bên mình sạch chỉ trả quá, tối đa tới bên mà xin nghề cố tệ đi ngang lòng bao nó tàu nhà bao hòa bình ngang đấy, tàu nhà ngang hoàn chỉnh nhà mình, bây giờ ngang đó sẽ cố đi ngang lòng bao lâu giờ này đấy, không như vậy là như vậy đó, nếu thì không như vậy là như vậy đó. Ba cái này thôi làm này xuống tông nhà khổ tông nhà nữ thì mà lưu đấy ngã khổ ngã nữ thì cái này liên quan bà đấy nếu là thì cái này liên quan nhà nữ mà thì nó như thế tông nhà nữ tông nhà nữ thì tôi quan nữ tôi đi ra tôi mà đấy sao bị đó ăn nhẹ bọn nó nên là thì nó nói thật đấy ta đi ăn nhẹ tôi mà đấy cô tông nhà đi tông nó bao lại đó cô đi đâu rồi cái gì ra giờ đó tông nhà tông thì tông nó bao lại đó tên nó bao lại đó tông sẽ cái này đó cô đi vô tông sẽ về nhà cần cái rồi nhá cô đi xin nhé cô cứ theo giờ đó cô xin nhé lấy hồ này rồi tông theo giờ đó lấy cô xin nhé lấy hồ xin theo giờ đó lấy lấy sửa đi cái này lấy qua rồi bảo là rồi đi cái này lấy qua thì anh em lại nói cô lấy cô sửa được qua cái này thì mà lấy về không đi về làm mấy sửa được mình mấy sửa đó tại vì là vì tông mình tháo chọn đi mấy cái xin kệ đi về đấy cho thằng mình đi được cái bài đấy ai họ thì nó cô lỗ bên kia ta sẽ đi làm mà bảo nó tại vì đó cái giá cả mấy sửa đó cái giá cả mấy cái này đó ngã tông nhà thì nó bao nhiêu đó ngã đầu nhà tôi lông gỗ cá sấu nhà mình, bây giờ như ra giờ đó tôi khó thì mình lông bao nó, sẽ đóng bây giờ như này cái gì đó cá sấu nhà mình rồi nhá, cái đó sẽ đóng bây ngã đầu nhà tôi lông nhà cái này như thế này như thế, ngã u sụp nhà ngoài đó ngã đó ngã u đóng phía ngoài giờ đó, cá sấu sửa được quá rồi xin nhé, đi đóng nhà u sụp phía ngoài giờ đó đóng nhà sửa đóng nhà đóng bỏ bé thì cái này như vậy quá bé bỏ, rồi như thế thì ngã chỉ thua mấy cái này như vậy quá bé, cái này có sai người nhà thoát lại vốn nó rồi thì thế này mà anh trai bạn sửa nó ngã sẽ sửa được quả người vốn mới sửa được nhưng anh trai này vốn nó thay đổi ra là như thế thì được bạn không nhớ mà sửa được anh trai này thay đổi ra là sửa được thì được phụ cái sai này nhớ thì được quả người vốn rồi thì người ta vốn trên thì bạn không nhớ rồi cho nên cái này thôi cho nó dễ sao đó mới sửa được cái này cái này thì thôi cho nó dễ nói bài văn này bài thứ thứ đấy thì ông cả trong nhà cô sư cô con sao sư mình cô không lại thì bài văn này bài thứ cô rồi chỉ sẽ trao một điều văn sẽ được đi làm bạn không nhớ rồi tôi thì cái này thôi thì áp được cái này mới sửa nhà sửa nó bây giờ như vậy đó, cái lúc bên này thêm mà cái sát này đông giờ ngắm như thế, sát này đông giờ ngắm như mà bây giờ đấy, mình đi cái mà xin ở đông này như giờ ngắm như má, bây giờ hết nhé, hay cái trong mấy cái này cho nó biết lại cái cái chuyện gì mà tay như má, cho nó hiện tại còn là lớp thứ đấy, vì vậy còn là cái bộ sách đấy gì đó, cái chuyện gì cho nên là thôi được vào đấy, do sang nhà anh em khai sinh đi vào cái đấy là cái đấy tới giống như chú sẽ chăm bộ đi vào đấy, sau đấy là được nhiều cái được ra vào đấy, cho chúng mình nhé. Rồi ở lúc này, cái cái này không nên đi vào đấy. Anh em bao giờ tìm được cái sản phẩm gì ở sinh viên ra vào đấy, cho nên các sản phẩm ra thì chọn như thế nào đấy, ngoài sinh viên thì chọn ra đấy, chọn như thế nào đấy, thì đang đi cái sản phẩm này bọn nó, nó mới sẽ được cho nên là đấy, thì đâu mà cái sản phẩm ra vào đấy, thì cho nên là nó không bị tham vào đấy thằng nhá. Rồi anh em bao giờ tìm được cái sản phẩm gì ở chỗ anh chị đã biết được, anh bao giờ tìm được cái sản phẩm ra vào đấy, anh em sinh viên thì sử dụng ra được thì mua vào đấy, cho nên là không không có gì phải sửa lại nhá. Rồi sau đó mình bắt đầu đi vào cái gì, mẫu mình bắt đầu đi vào cái gì, bọn nó. Mà như thế này, quay như thế này, sử dụng nó cũng giá thả lời tiếp tế với nó, nên chỉ sẽ chạm một chiều quan hệ quay như nhà bà đặc nhá, nó cố gắng, nó còn làm chi thả lời tiếp tế với chi đại tế cháu. Mà lúc mà mình sẽ chạm một chiều quan hệ của nó,
ဒီစီဒီကိုပဲသူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြောင်းချတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးကိုခုတစ်ခုမှားလာတဲ့ဇာတ်နဲ့တစ်ခါလဲကတင်ပြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီဆက်ချောင်းအပြေးဝမ်းမှားရရပါတယ်လို့ပြောနေရတယ်။အလုံးအလုံးလေးအင်ကာနေအခွင့်အရေးမှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်စွာကစားနိုင်ကြပါသည်ဒီစီဒီကိုပဲ။